Rồi, các con có câu hỏi gì không? Hai bài toán vừa rồi, cái bài toán về kẻ hình ngày tập dưới 4 giờ 5 giờ nó dễ hình dung rồi. Và thầy Vun xin mượn một cái hình này này. Think out of the box. Tức là nếu như mà ta chỉ có kính ở trong cái vòng nếu cái hình vuông này thì sẽ không bao giờ giải được. Tức là nguồn lực ta không đủ. Nó phải 5 đường cơ, chứ phải 4. Nhưng mà nếu ta kéo vòng ra khỏi cái không gian của cái hình vuông đó thì tự dưng mọi việc sẽ đến đơn giản. Một cái dễ là sẽ là cái việc tư duy vượt ra khỏi khuôn khổ chính là cái bạn này. Thì cao ở box này. Nếu như chỉ trong hình vuông này thôi thì kiểu gì cũng phải 5 hoặc 6 đường thì đấy là phải thôi. Nhưng nếu ta kéo ra ngoài ra thì tự dưng lại có giải pháp. Tức là nó tạo ra cái suy nghĩ nó khác đi. Ở nhà có bố mẹ nào dùng iPhone 11 bây giờ không? Xịn xịn nhé, xịn xò gì đấy. Cái gì của đâu mắt? Cái gì của đâu mắt? Giá iPhone 11 là gì? Nhưng mà 1.200 đô đúng không? 1.200 đô. Cái giá cao nhất 1.200 đô thì dung lượng lớn nhất ấy. Nhưng giá sản xuất chỉ có 288 đô. Và sản xuất hoàn toàn là Trung Quốc. Ở Apple ở Mỹ, bang California là cái nhà máy sản xuất. Tất cả nó trong đồng. Chất xám của nó, cái sự tinh tế của nó, cái đấy nó hòa lại với hết. Và 900 đô tiền lãi đấy là trả cho chất xám. Nhưng mà tại sao mà Trung Quốc không nghĩ ra được? Bởi vì cả biểu lý không nghĩ ra được nên buộc phải đi làm thuê theo cái kiểu là đi gia công ấy. Thế cho nên là cái gọi là cái tính sáng tạo của nó sẽ càng ngày nó sẽ càng có giá trị.